Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự gần đây, chúng tôi đã đề cập đến sự mạnh dạn của thành phố Lào Cai trong việc đưa tiếng Trung vào giảng dạy trong các nhà trường, cũng như những khó khăn bất cập trong việc giảng dạy môn ngoại ngữ này. Cùng với những áp lực về tăng môn học, việc triển khai dạy tiếng Trung ở một số cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Lào Cai còn đang gặp khá nhiều khó khăn, khó huy động xã hội hóa bởi thiếu tính liên thông giữa các cấp học. Đây là một trong những buổi học tiếng Trung ở trường Trung học cơ sở Kim Tân. Bên cạnh những học sinh có năng khiếu học ngoại ngữ, thì số còn lại đang gặp khá nhiều khó khăn. Chưa kể do phải tăng thêm khối lượng học tập, các em học sinh còn phải tiếp thu kiến thức của hai môn học ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Trung, vốn có khá nhiều khác biệt về cấu trúc ngữ pháp. Các em học sinh và phụ huynh mong muốn ngành quản lý cấp trên có giải pháp để các em được lựa chọn một trong hai môn ngoại ngữ tùy theo sở thích và nhu cầu. Có cái khó khăn cho các con, tức là trong cùng một thời gian các con phải học hai ngoại ngữ thì sẽ có một số học sinh là sẽ nhầm lẫn giữa hai bộ môn với nhau. Khi mà các con học một ngoại ngữ, tập trung vào một ngoại ngữ mà mình yêu thích và bộ môn mình yêu thích, thì cái sự đầu tư và cái sự ham học của các con nó sẽ tăng lên và hiệu quả sẽ cao hơn. Năm học 2018-2019, mặc dù đã chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động tới phụ huynh và học sinh, song trường tiểu học Bình Minh cũng chỉ huy động được 105 trên tổng số gần 300 học sinh từ khối lớp 3 đến khối lớp 5 tham gia học môn tự chọn tiếng Trung. Bên cạnh nguyên nhân do nhu cầu, còn một lý do hết sức căn bản, đó là bởi lên cấp 2, các em sẽ không tiếp tục được học tiếng Trung. Bây giờ mà không được học nữa thì sẽ gặp khó khăn cho các em, và các em có thể phải tự học ra các trung tâm tự học ạ. Và tôi mong muốn rằng cấp trên sẽ có cái sự điều tiết và liên thông giữa giáo viên tiếng Trung với trung học cơ sở và trung học phổ thông để học sinh được học tiếp tục lên và liên thông đến đại học ạ. Còn tại trường Trung học cơ sở Kim Tân có 4 khối lớp từ lớp 6 đến khối lớp 9, song cũng chỉ có các học sinh khối lớp 6 và một số học sinh có năng khiếu của các khối lớp tham gia học tiếng Trung. Nguyên nhân có khá nhiều, trong đó phải kể đến là do thiếu giáo viên và thiếu tính liên thông lên các lớp bậc trung học phổ thông, nên phụ huynh học sinh cũng không muốn cho con em mình tham gia. Khi các con được học thì cái kiến thức các bộ môn nói chung và riêng bộ môn ngoại ngữ nói riêng là các em phải có sự liên thông. Thì cái việc học đó mới có tác dụng và mới có hiệu quả. Đặc biệt với môn ngoại ngữ thì bản thân các em cũng chỉ học cho nó theo cái đáp ứng nhu cầu của nhà trường. Chỉ với những em có năng khiếu hoặc gia đình cũng đã thấy là cái nhu cầu tiếng Trung mà cần thiết hướng cho các con đầu ra thì gia đình cũng có sự quan tâm, và với các em nó thì có sự quyết tâm cao hơn trong quá trình học tiếng Trung. Việc triển khai tại các cấp học tiểu học và trung học cơ sở như thế này chủ yếu là nhằm cái mục tiêu là hướng tới cái kỹ năng giao tiếp tiếng Trung cho học sinh. Tuy nhiên là thi học trung học phổ thông thì cũng có những cái có một số trường hoặc là có một số cái khó khăn. Thế nhưng mà cái này thì sở cũng đã có cái sự chỉ đạo, đó là chỉ đạo ôn tập đối với những ôn tập riêng môn tiếng Trung đối với các trường. Thế thì học sinh cũng có thể lựa chọn là sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở thì các em có thể học tại trường chuyên hoặc là tại các cái trường trung học phổ thông mà có cái môn tiếng Trung là môn tự chọn. Mục tiêu của ngành giáo dục thành phố là hướng tới kỹ năng giao tiếp tiếng Trung cho học sinh ở bậc tiểu học và trung học cơ sở. Còn lên bậc trung học phổ thông thì học sinh sẽ phải tự tìm trường có dạy tiếng Trung để học tập, nếu không sẽ lãng phí toàn bộ thời gian đã học tiếng Trung trước đó. Cùng với những bất cập về tài liệu, giáo trình, đội ngũ giáo viên đến áp lực học tập mà chúng tôi đã nêu trong các phóng sự trước đó, thì ngành giáo dục thành phố cần có sự chuẩn bị thấu đáo và chiến lược dài hơi trước khi áp dụng chính thức việc dạy tiếng Trung tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.